6. Phẩm hiện tướng lưỡi. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp thế giới 3 lần ngàn. Đại từ tướng lưỡi này phóng ra vô lượng vô số các loại hào quang nhiều màu, chiếu khắp vô số thế giới chư Phật ở 10 phương. Lúc ấy vô số cõi Phật ở hướng đông, mỗi cõi đều có vô lượng vô số đại Bồ Tát, thấy hào quang này rồi, đều đến trước Phật đảnh lễ cung kính bạch. Bạch Thế Tôn, thần lực này của ai? Lại do duyên cớ gì mà có điềm lành này? Lúc ấy, các đức Phật ở các cõi đó đều bảo Đại Bồ Tát, thiện nam tử ở hướng Tây của cõi này có cõi Phật tên là Kham Nhẫn, Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, ứng chánh đẳng giác minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian giải, vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật Bạt Già Phạm. Nay vì chúng Đại Bồ Tát thuyết Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa hiện tướng lưỡi rộng dài, che khắp thế giới 3 lần ngàn, lại từ tướng lưỡi đó phóng ra vô lượng vô số các loại hào quang nhiều màu, chiếu khắp vô số thế giới chư Phật ở 10 phương. Hào quang đang thấy đó là do tướng lưỡi của Đức Phật kia hiện ra. Khi ấy, các Đại Bồ Tát nghe việc này rồi vui mừng nhảy nhót đều bạch Phật: chúng con muốn đến thế giới Kham Nhẫn, chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, các chúng Đại Bồ Tát và nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa, cúi xin Thế Tôn thương xót chấp thuận. Khi đó các đức Phật ở các cõi đó đều bảo: này đã đúng lúc, các ông cứ đi. Vô lượng vô số chúng Đại Bồ Tát ở các cõi Phật đó đều lại chân Phật đi nhiễu bên phải 7 vòng, nghiêm chỉnh cầm vô lượng tràng phan lộng báu, hương tràng hoa anh lạc, vàng bạc các thứ hoa, hòa tấu các thứ kỹ nhạc rất hay, chỉ trong chốc lát đã đến chỗ Đức Phật này, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, đảnh lễ chân Phật, lui đứng một bên. Lúc bấy giờ tại vô số cõi Phật ở hướng Nam, mỗi cõi đều có vô lượng vô số Đại Bồ Tát, thấy hào quang này rồi, đều đến trước Phật đảnh lễ, cung kính bạch. Bạch Thế Tôn, thần lực này của ai? Lại vì duyên cớ gì mà có điềm lành này? Lúc ấy các đức Phật ở các cõi đó đều bảo Đại Bồ Tát: thiện nam tử, ở hướng bắc của cõi này có cõi Phật tên là Kham Nhẫn, Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, ứng chánh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian giải, vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật Bạt Già Phạm. Nay vì chúng Đại Bồ Tát thuyết Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp thế giới 3 lần ngàn, lại từ tướng lưỡi đó phóng ra vô lượng vô số các loại hào quang nhiều màu, chiếu khắp vô số thế giới chư Phật ở 10 hướng. Hào quang đang thấy đó là do tướng lưỡi của Đức Phật kia hiện ra. Khi ấy các Đại Bồ Tát nghe việc này rồi vui mừng nhảy nhót đều bạch Phật: chúng con muốn đến thế giới Kham Nhẫn, chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, các chúng Đại Bồ Tát và nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa, cúi xin Thế Tôn thương xót chấp thuận. Khi ấy các đức Phật ở các cõi đó đều bảo: này đã đúng lúc, các ông cứ đi. Vô lượng vô số chúng Đại Bồ Tát ở các cõi Phật đó đều lạy chân Phật đi nhiễu bên phải 7 vòng, nghiêm chỉnh cầm vô lượng tràng phan lộng báu, hương tràng hoa anh lạc, vàng bạc các thứ hoa, hòa tấu các thứ kỹ nhạc rất hay.